Hi, xin chào. Video này thì mình sẽ dẫn cho các bạn chơi cái game à, đua xe và chúng ta sẽ kiếm Rift Token và rút về và bán luôn nhé. Game này thì hoàn toàn miễn phí và các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là mình đã chơi trong vòng khoảng tầm một tiếng và mình rút về 50 con Rift Token và sau đó mình đổi sang cái đồng BUSD luôn. Thì đây là bằng chứng cho những bạn nào mà hay đa nghi là game làm gì có miễn phí ha. Thì cái game này nó miễn phí và mình đã chơi và mình bán 50 con Rift Token sang cái đồng là BUSD mình lấy được là 1.78 đô ha thì cái này là khoảng tầm 50.000 và mình chơi cái này thì gì trong vòng khoảng khoảng một tiếng á tại vì mình vừa chơi và vừa, vừa, mò cái cách chơi của nó nên là cũng hơi lâu xíu nên nếu mà bây giờ có cái video này hướng dẫn lại cho các bạn á thì các bạn sẽ chơi rất là nhanh kiếm cái đồng Rift Token này rồi bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn chơi cái game miễn phí mà kiếm tiền thật này nhé sau khi mà bấm vào đường link ở phần mô tả video này hoặc là bình luận game á thì các bạn sẽ tải về cái file apk này đây là cái file chứa game của chúng ta ha và nó chưa có ở trên kho ứng dụng nên vậy mà chúng ta tải về và khi tải về xong thì các bạn sẽ bấm vào mở lên ha mình sẽ mở lên hiện tại thì à, nó không cho mình mở cái tệp này nếu trường hợp mà nó không cho mình mở ra thì các bạn sẽ vào trong cái phần là quản lý tài liệu nè rồi hoặc là ở trong cái phần nội dung tải xuống á mình sẽ chọn vào trong đây ha để mình tìm cái file của mình lúc nãy thì đây nè cái file mình mới vừa ha. bấm vào trong đây rồi, mình mở và cài đặt lên ha. Rồi, như vậy là mình đã cài xong và mình bấm vào mở lên. Rồi bấm vào cho phép này, cho phép luôn. Và này cũng cho phép luôn. Như vậy là mình đã vào được trong uh, game rồi, tải được cái game về rồi ha. Và bây giờ các bạn xem tiếp cái phần hướng dẫn. À, mình hướng dẫn cho các bạn cách chơi ở phía sau này nha. Sau khi mà các bạn tải xong, cài đặt xong thì mở lên nó ra cái phần giao diện như thế này ha, thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn cho chúng ta chơi á thì mình cứ bấm vào đây ha, bấm vào cho cái hình cái con nhỏ này nó hướng dẫn nè rồi bây giờ cái cái ngón tay nó chỉ đâu thì chúng ta sẽ làm theo đó ha. bấm vào cái level 1 nè thì bạn thấy là hai chiếc xe này không hai chiếc xe này nó giống nhau đúng không thì mình chọn hai chiếc xe này ha rồi bấm vào tiếp cái level 1 ra rồi nó yêu cầu mình là di chuyển là từ chiếc xe số 1 qua xe số 1 ha mình chọn xếp hai chiếc xe này lại thì nó ra được chiếc xe số 2 và mình bấm vào claim đó bấm vào làm cái cái mũi tên không phải là cái ngón tay nó chỉ trên đây ha thì mình bấm vào trên đây rồi các bạn sẽ chọn vào đây ha chọn vào cái này chọn vào ngón tay nó chỉ nè và mình nhận thưởng nè bấm vào claim ha và nhận thưởng nè rồi mình bấm tắt nó đi nó hướng dẫn hết ha và các bạn nhìn thấy cái cái ngón tay không nó chỉ cho mình vô trong cái chỗ là cái wallet á là chúng ta sẽ bấm vào trong đó để mà mình cài đặt cái phí rồi ở chỗ này á nếu mà bạn kiếm được trên 50 mươi token thì chúng ta sẽ có thể rút được về và ở đây thì bạn cần phải tạo cho nó một cái ví ha hoặc là bạn có thể sử dụng một cái địa chỉ ví có sẵn và chúng ta lấy cái khóa cá nhân và chúng ta nhập vào trong đây ha nếu mà mình đã có khóa cá nhân rồi thì mình nhập vào trong đây rồi phía dưới nhập mật khẩu nhưng mà ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo một cái ví mới ha không có sử dụng uh, những cái ví cũ nữa tại vì uh, với những cái ứng dụng như thế này thì chúng ta cũng không biết cái độ uy tín nó như thế nào nên mình sẽ chọn là tạo ví mới là read wallet ha và ở đây mình sẽ nhập mật khẩu mật khẩu trên và dưới nó phải giống nhau các bạn nhập ha, nhập mật khẩu trên và dưới giống nhau mình đã nhập xong ở trên rồi và giờ mình sẽ nhập ở dưới nó giống y chang như vậy ha rồi mình sẽ chọn vào read now ha là mình tạo một cái địa chỉ ví và ở đây các bạn sẽ sao lưu lại cái 12 chữ bảo mật này thì chúng ta thấy nó có cái phần cảnh báo cho các bạn đấy mình nhấn vào got it để chúng ta đi sao lưu 12 chữ bảo mật này nhấn vào thì nó sẽ xuất hiện ra là 12 chữ bảo mật như thế này ha và các bạn chụp hình lưu lại À, lưu xong rồi thì bạn sẽ nhấn vào chữ là very ha rồi bây giờ thì bạn sẽ điền vào đúng vị trí của 12 chữ bảo mật này điền đúng vị trí của 12 chữ bảo mật này nha và chúng ta phải chụp cái ảnh nó lại để mà chúng ta sẽ sau này à, mình sẽ truy cập được vào trong cái địa chỉ ví của mình đấy đó cũng có thể gọi là một cái chìa khóa để vào trong cái cái ví của chúng ta ấy. và cái này thì bạn không được để lậu cho người khác biết nếu mà họ biết thì họ sẽ vào trong ví của bạn và lấy hết tiền của bạn đấy nên cái này là rất là quan trọng không được để lậu cho người khác nhé và ở đây mình đang điền lại vị trí của 12 chữ bảo mật đó để mà mình xác nhận với nó nha. Rồi như vậy là mình đã tạo xong cái địa chỉ ví và bây giờ nó đã xuất hiện rồi ha. Ở trong cái phần wallet thì bạn thấy là nó có là cái mục là gửi, nhận và swap. Nó có chức năng swap trong đây luôn. Rồi mình bấm qua cái chỗ game ha. Thì hiện tại thì cái đồng RIT token mình đang có hai con ha. Nãy giờ thì vừa hướng dẫn mà mình vẫn vừa chơi thì mình được hai con RIT token và 25 đồng diamond đó là kim cương ấy thì bây giờ bạn thấy cái ngón tay nó chỉ cho bạn không xe số 1 ấy, là sẽ ghép lại xe số 1 đúng không chúng ta ghép sai là nó không có được xe số 1 ghép xe số 1 thì nó sẽ thành xe số 2 sau khi mà ghép thành công ra được chiếc xe số 3 thì nó thưởng cho mình cái đồng Rift Token ha và bây giờ mình sẽ nhấn vào để nhận cái đồng Rift Token đây đó các bạn nhấn vào trong đó ha và đây thì mình sẽ nhấn vào claim đó thì bạn thấy là mình được là ba đồng Rift Token đó cứ như vậy thôi ha hiện tại thì xe số 1 và xe số 3 số 3 nó không có ghép được với nhau nên bạn thấy cái ngón tay nó chỉ phía dưới không? nó chỉ vào cái chỗ là level 1 á bấm vào trong đó thì nó sẽ xuất hiện ra thêm một chiếc xe nữa ha à, bây giờ thì à, mình bấm à, bấm nó chưa cho cái này để cho nó chạy một chút xíu để có nhiều năng lượng ấy hiện tại thì à, xe số 1 và xe số 3 của mình nó đang nằm chơi vơi đó và mình sắp xếp nó nó cũng mình muốn chỉ nó đi đâu đi ha à, cho nó chạy chút xíu để có năng lượng nhiều và nó sẽ có coi ấy À, tại vì có nhiều coi thì mình sẽ có thể là đổi được xe rồi mình lấy kim cương trước nè Nói chung là cái ngón tay lúc đầu vô á, nó chỉ mình cái gì á, thì mình làm theo giống như vậy ha à, nó chỉ xe số 1 ghép với xe số 1 thì mình phải ghép lại giống nhau đó nó đang chỉ đó đây mình sẽ ghép xe số 1 lại ha thì thành xe số 2 bây giờ xe số 2 và xe số 3 thì không thể ghép được với nhau ha nên là bây giờ là phải lấy một chiếc xe khác số 2 ra nữa Thì bạn thấy cái chỗ phía dưới không? 12, á, 13, Ê, level 2 á, Mình đang chỉ cho bạn cái chỗ đó đấy Và trong đây thì à, nếu mà máy thì bạn phải đổi cái coi ra à, Cái đó thì chút xíu mình sẽ nói ha. Bây giờ ghép xe số 2 với số 2 lại đi Thì cách chơi nó cũng khá là đơn giản thôi Bạn cứ ghép xe lại với nhau ha Ở đây thì à, mình đang có xe số 15, 16, 19 à, Hai chiếc 16 này mình ghép lại thành chiếc 17 nè rồi hai chiếc 17 mình sẽ ghép lại thành chiếc 18. Rồi 18 ghép với lại 18, 19 ghép 19 ha thì nó sẽ ra chiếc 20 và nó thưởng cho mình. Và các bạn thấy cái chữ là claim here ở trên không? Các bạn bấm vào trong đó và chúng ta nhấn vào ha, nhấn vào đây để mà chúng ta lấy cái đồng Rift token. Thì bây giờ mình đang có là 34 đồng Rift token đấy. Và chiếc xe mình đã chạy nhanh hơn lúc đầu lúc đầu rồi đúng không? Bây giờ thì thấy chạy nhanh hơn đúng không? À, khi mà hết năng lượng thì mình sẽ bấm vào trong cái speed để cho nó sẽ tạo ra nhiều cái đồng coi để mình có khả năng để mình bấm vào cái một level phía dưới để mà nó sẽ lấy chiếc xe ra nhiều hơn bây giờ mình đang có hai chiếc 17 và ghép lại ha, ra hai chiếc 18 tám hai, hai chiếc 18 rồi ghép lại hai chiếc 19 cứ như vậy thôi cái game này nó chỉ có vòng vòng như vậy thôi chúng ta cứ chơi ha à, hai chiếc này ghép lại được nè rồi hai chiếc 19 cũng ghép lại được nè 19 với 19 ghép lại luôn ha 20 ghép với 20 ra chiếc 21 và chúng ta lại được kiếm được token của nó à, mình bấm vào lem here ha và ở đây mình kiếm được cái tóc token của nó rồi nè bây giờ thì mình được là 37 con token rồi đó bạn thấy khá là đơn giản không à, cái trường hợp mà các bạn khi mà nhấn vào cái mục và uh, level phía dưới á, nó báo lỗi là không có đủ năng lượng á thì chúng ta cần phải cho nó chạy một chút xíu nữa ha rồi mình cho chạy vòng vòng ha thì cái game này nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha và mình tin đấy một chút xíu là mình sẽ biết cách chơi của nó ha à. những xe này giống nhau thì mình ghép lại với nhau à, có trường hợp chúng ta ghép lại chiếc xe nó ra cái level nó thấp quá thì nó sẽ bị trừ cái cái kim cương đi nhưng mà không sao ha à, trừ kim cương thì chút xíu mình kiếm lại được hai chiếc xe này giống nhau này ghép lại thì nó ra được chiếc xe mới ha và mình nhận được thêm kim cương nè đó rồi bấm vào cái claim here trên đó để nhận được cái tóc tiếp nè nhấp vào trong đây ha, nhấp vào trong đây để mà chúng ta nhận thưởng đấy. Và mình bấm vào cái số 3 đây để mà nhận cái token. Nó chuyển lên trên thì mình bây giờ được là 46 token rồi. Còn thiếu 4 token nữa thôi là mình sẽ đủ được cái min rút của nó. Bây giờ mình tiếp tục chơi ghép xe tiếp đây. Những chiếc xe nào giống nhau thì mình sẽ ghép ha. Nếu mà nó không có xe nào giống nhau thì chúng ta sẽ lấy ở phía dưới lên lấy ở dưới là các bạn sẽ nhấn vào chỗ này nè để chúng ta lấy cái chiếc xe L20 lên đấy ngón tay nó đang chỉ cho chúng ta ha nhấp vào trong đó để lấy chiếc xe L20 lên trường hợp mà bạn bấm vào trong đó mà nó báo là cái năng lượng hết rồi đấy các bạn sẽ chọn vào trong cái chỗ shop này nè chúng ta chọn vào trong shop này để chúng ta mua một chiếc xe nào ha thì mua cái này thì các bạn cần phải có cái đồng coi coi này nó là kiểu giống như điểm như vậy đấy thì các bạn sẽ mua một chiếc xe nào à, ví dụ bên ngoài mình đang có chiếc xe là mười mấy á mười hai mười ba gì đó hoặc là số 1 số 2 gì đó thì chúng ta sẽ chọn mua những chiếc xe đó để ghép lại với nhau và mới tạo ra được năng lượng nữa nếu mà bạn mua chiếc xe mà cái đời nó cao quá cái level nó cao quá thì mình không có đủ tiền đúng không hiện tại thì mình đang có chiếc xe số 2 nè bây giờ mình sẽ chuyển lên trên rồi mình tìm nhà chiếc xe số 2 để mình mua ha mua những chiếc xe mà L21 đó là không có mua được tại vì cái cái đồng coi gọi là cái điểm của mình đó nó còn thấp quá nó không được nên là mình sẽ chuyển lên và mua chiếc xe số 2 bấm vào chiếc xe số 2 ha. như vậy là mình đã mua được thành công và bây giờ nó có hai chiếc số 2 xuất hiện rồi ha thì nó ra chiếc số 3 à, bây giờ thì nó lại tạo ra năng lượng nữa thì mình lại bấm vào cái phần là level 22 phía dưới đấy thì các bạn sẽ lấy ra được một chiếc xe 22 đó bấm vào trong đó lấy ra được chiếc xe 22 thì bây giờ xe 22 cũng chưa ghép được chiếc xe nào hết nữa thì bây giờ chúng ta bấm tiếp ha à, lấy ra chiếc xe 21 nó để lại LV21 á, là cái tốc độ cấp độ của nó là 21 thì mình bấm vào trong đó thì chiếc xe số 21 này sẽ xuất hiện và 21 có thể ghép được với lại 21 ha bạn bấm vào thêm cái phần speed ha, để nâng cái tốc độ của chiếc xe của chúng ta lên và bấm vào user chỗ này đó thì cứ 5 phút một lần thì nó sẽ cho mình à, gọi là nạp năng lượng để cho xe chạy nhanh hơn và khi xe chạy nhanh hơn thì nó mới sinh ra được cái cái đồng coi á, gọi là cái điểm đi cái điểm cho nó dễ gọi ha. cái điểm để mà chúng ta có thể là mua lấy được những chiếc xe mới Hiện tại thì mình chưa đủ năng lượng để lấy được cái xe LV 21 nên bây giờ à, mình sẽ đi quay trở lại và mình sẽ là mua một chiếc xe số 3 nữa để tạo ra nhiều năng lượng hơn thì chọn vào trong cái mục là shop á. lúc nãy thì mình đã chỉ cho bạn rồi đấy là chọn vào trong cái mục shop và chúng ta sẽ mua một chiếc xe là số 3 để số 3 sẽ ghép với lại số 3 tại vì cái cái boy của chúng ta nó còn thấp á, nên là mình không có mua được chiếc xe nó đời cao đâu mà mua xe thấp thôi À, mua xe mười mấy thì không thể mua được ha chọn vào mua xe số 3 để mà nó tạo ra được năng lượng ấy đây chiếc này ha mình sẽ mua chiếc này với 66 sao rồi mình sẽ ghép hai chiếc xe số 3 này lại với nhau thì nó sẽ ra được chiếc xe số 4 ha và bây giờ thì à, mình lấy được chiếc xe số 21 ra nè xe số 21 là mình bấm vào nó sẽ ra ha tại vì mình đã có được năng lượng lại rồi cái ngón tay nó chỉ chỉ vào trong cái chỗ là LV21 á, là bạn có thể bấm được ha, lấy ra được xe số 21 và hai chiếc 21 này ghép lại được và ghép thành số 22, 23 và 24 á. Bây giờ thì mình à, chưa ghép được chiếc 25 bởi vì sao biết không? Bởi vì chưa có chiếc nào ra 25 hết, phải để bắt đầu lấy tiếp nữa. Thì bây giờ ra được chiếc 26 rồi thì nó tặng thưởng cho mình á, cứ mỗi một lần mà chúng ta nâng cấp lên một chiếc xe mới thì nó sẽ tặng thưởng cho mình cái đồng Rick token đó. Bây giờ mình lại ghép tiếp ha. mình được 49 con Rick token rồi, một con nữa thôi là mình đã rút được tiền rồi ha. Bây giờ mình sẽ ghép tiếp À, chọn cái này ha, bây giờ là 25 ha. Bây giờ phải có một chiếc 25 nữa mới ghép được được. Chúng ta chờ cho một chút xíu cho nó có nhiều cái cái đồng uh, ngôi sao á, có nhiều ngôi sao. Bây giờ thì nó không cho tụi mình hết năng lượng rồi. Bây giờ lại tiếp tục hơn chúng ta sẽ bấm vào shop và sẽ đi mua một chiếc xe một số 4. Ừ, đúng rồi số 4, tại vì trên kia đang có số 4 mà. Nếu mà mua những chiếc xe mà số 24 25 là không có đủ tiền, nên phải mua chiếc xe số 4 ha chọn kéo lên trên và mua xe số 4 và trả hình như là cũng ít đồng xu lắm số 4 thì mất là 177 xu ha rồi mua chiếc này rồi quay trở ra thì mình ghép hai chiếc số 4 này lại được chiếc số 5 và nó sẽ bị trừ đi một ít kim cương rồi bây giờ mình lấy được chiếc xe là 21 ra mình ghép tiếp ha 23 24 24 ghép lên 25 như vậy mình có hai chiếc 25 rồi ghép thành chiếc 26 rồi ra được rồi và đi nhận thưởng nha bấm vào lem here trên và nhấn vào lấy thưởng thôi. Thì mình sẽ được thành 54 token. Và bây giờ rút tiền thôi, chọn vào cái chữ là wallet ở trên nha, bấm vào wallet ở trên để đi rút tiền đây. Đấy, rồi ở đây bạn thấy là mình đang có 54 đồng Bit token ha, mình bấm vào withdraw luôn. bấm vào withdraw thì nó sẽ trừ đi 50 con. Còn lại trong ví có bốn con thôi Và cái này thì khoảng tầm 30 giây sau thì nó sẽ chuyển qua bên cái địa chỉ ví mà bạn đã tạo trước đó đấy Thì bạn nhìn thấy á, ở trên của mình đó là game và wallet chút, chút xíu nữa thì mình sẽ chọn qua bên cái mục wallet ha Thì nó sẽ xuất hiện cái đồng Rift Token bên đây Và phía dưới nó có là BUSD là bạn có thể chuyển từ là Rift Token sang đồng BUSD à, mình có thể bấm vào chỗ là record ha để mình xem ha thì mình đang rút là 50 đồng Rift token đó chờ chút xíu thì nó sẽ qua cái ví bên đây và chúng ta bắt đầu lại đi bán lấy tiền ra ha trong lúc mà chờ đợi nó chuyển 50 con rít token này qua ví thì bạn có thể quay trở lại và chơi game tiếp ha thì mình cứ chơi giống như lúc nãy thôi chơi và kiếm cái đồng rít token này thì mình cứ ghép xe ha nếu mà nó hết năng lượng thì mình phải làm sao để chạy cho nó ha và mình nạp cái năng lượng vào ha, cho nó chạy thêm đó cứ như vậy thôi chúng ta chơi đơn giản ha chơi thì cái này thì các bạn có thể chơi và cái này nó hàng ngày là gọi là cái daily reward đó, nó sẽ trả cho bạn đến 283 đồng rít token đó. Ở trên nó nó có để ấy, daily reward ha. Rồi, ok như vậy thì trong ví của mình đang có là 50 con rít token và bây giờ mình bắt đầu là đi bán đây. À, mình sẽ bán ha. Và các bạn bán cái này thì cần phải có cái phí là PNB làm phí lúc nãy mà mình có nói các bạn là lưu 12 chữ bóng mặt lại á, là để chúng ta sẽ nhập vào trong cái ví của Triz Wallet ha để uh, chúng ta sử dụng ở trên đây cho nó thuận tiện và mình đã nhập vào 12 chữ bấm mặt đó và cái địa chỉ ví đó sẽ nằm bên đây và các bạn thấy là mình đang có là xuất hiện được là 12 50 con Red Token đấy và cái đồng BNB phía dưới thì để giao dịch được á, thì chúng ta cần phải có BNB để làm phí nên bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ ví của BNB và mình sẽ nạp vào trong đây là 0.03 đồng BNB ha để mình làm phí giao dịch. Ok thì mình đã nạp được là 0.003 đồng BNB rồi, tương ứng là khoảng tầm 1 đô ha. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái sàn uh, BoCoin á hoặc là trên Banker Swap á để mình sẽ swap từ cái đồng là uh, này sang cái đồng là PUSD và mình sẽ đổi gọi là đổi ra sau đồng đô la để chúng ta có thể rút được tiền về á. Ok, bây giờ thì mình sẽ bán 50 con uh, Rift token này sang uh, đồng uh, UDT ha. Rồi, mình đã kết nối được với lại cái sàn coi rồi. Và đây thì lúc nãy thì nó cũng lên giá cũng khá là tốt đấy, bây giờ nó tuột rồi ha. Đây thì thấy nó tăng không. Ok. À, mình chơi miễn phí mà. Đây thì lệnh bán 50 50 cũng đều ha. Ok, quá trời luôn. Quá trời quá trời luôn. Ô, oh, thôi mình bán thôi để nó sẽ tuột giá ha. Thì mình sẽ chọn vô trong cái chỗ là trade ha rồi đây là mình đổi ngược lại mát là 50 con rít ha và lấy ra cái đồng là P ok vậy ha rồi nhớ bán cái này thì trong phí trong ví của mình phải có BNB ha rồi mình chấp nhận nè luôn chọn xác thực à, mình phải trả là 0.1 ha 0.1 đô la để cấp quyền hiện tại thì trong đây mình đang có là 0.03 BNB tướng là khoảng gần một đô rồi bây giờ mình qua swap em chọn swap hết 50 con token à, crypto token này ra 1.78 đô rồi xác nhận ha chấp nhận này mở lại đây xem đây hình như là mình mới vừa swap xong rồi đó rồi như vậy là mình đã đổi được sang ra cái đồng BUSD rồi và đây có địa chỉ của mình ha mình mới vừa swap nè đây là cái, cái thông tin rồi như vậy thì cái kèo này kèo miễn phí khá là ngon ha đây bây giờ mình sẽ dán cái địa chỉ hợp đồng của đồng BUSD vào đây mình chọn vào thêm ha thêm tiền mã hóa nè dán nè thì nó ra cái đồng BUSD này ha rồi mình chọn làm xong Vậy thì mình thấy là các bạn thấy là mình đang có là 1.78 đồng B OD đây là kèo miễn phí và chúng ta chơi hoàn toàn miễn phí, các bạn thấy là mình đã làm xong rồi ha. Và cái game của nó thì nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình mở lại cái game tiếp ha. Mở lại tiếp cái game. Game lúc nãy là mình đang chơi đây. Rồi, vào trong game thôi. Game này thì nó miễn phí chúng ta chịu khó ngồi cài ha. À, bây giờ thì trong ví của mình còn có 4 đồng à, token rít à. à, và mình lại sắp xếp xe ha thì à, chúng ta kéo xe nó khớp lại với nhau ha. thì lúc nãy mình đã chơi rồi và cũng đã chỉ cho các bạn rồi ha à, trong ví mình bây giờ thì à, mình đã đổi sang cái cái đồng là BD ha bạn thấy đang có là 1.78 đồng BD ha còn cái đồng rít này thì nó quay về số 0 rồi rồi các bạn đã biết cách chơi rồi ha bây giờ thì các bạn hãy tải cái này về và chúng ta cài đặt và chúng ta chơi ha hoàn toàn miễn phí ha không tốn bất kỳ một cái gì của các bạn hết nha ok hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau